hả? Cùng người cái. Mày làm gì vậy? Lâm à, Lâm, Lâm, mở cửa cho mẹ con Lâm. Trời ơi, con phải tỉnh táo chứ Lâm. Không lẽ mình làm gì sai sao? Mẹ là mẹ của con phải tin mẹ chứ. Lâm à, Lâm. Cái gì vậy con? Dạ ba mẹ, cháu nội của ba mẹ nó dại quá trời, bị cái con nhỏ bùi đời nó dụ dỗ. Ba mẹ biết không, nó rủ thằng nhỏ đi chơi bậy bạ, bỏ hết công ăn chuyện làm. Con tức quá, đánh cho con kia một cái. Nó giận, nó đòi bỏ nhà đi kìa ba mẹ. Ba mẹ coi đó, con đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có dính vô mấy đứa không nhà không cửa, mà nó có nghe con đâu. Cái thằng này á, nó lớn cái đầu mà chưa có khôn. Con dạy nó thì nó giận, ba mẹ coi đó, có được không? Nhiều lúc con buồn lắm, con có gì chồng gì con, mà không có ai hiểu cho con hết trơn á. Thôi 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 thôi, bao nhiêu đó cũng đủ lắm rồi con. Lâm à, ra nói chuyện với ông nội nè con. Lâm, con xin phép ông bà nội. Con xin phép mẹ cho con rời khỏi căn nhà này. Lâm, Lâm hả? Con xin lỗi. Coi kìa. Lâm, nè. Lâm mẹ. Lâm, Lâm, Lâm. Lâm, đứng lại đó. Con à, để cái vali xuống, đi vào trong nói chuyện với ông. Sao con ngu dại vậy hả? Không, kể từ giờ phút này ba cho nói thì con mới được nói, còn không thì con phải ngồi im đó nghe chưa. Con à, cái chuyện này là như thế nào vậy? Thằng Lâm nó bị... Thôi coi, ba đã cho phép con nói chưa mà con lại nói vậy? Thì ba mới vừa hỏi. Ba hỏi thằng Lâm chứ ba không có hỏi con. Hỏi con thì dây cà ra dây muống, dây muống lại ra dây khoai, dây khoai lại ra dây rút, biết đâu dừng lại. Kìa ba... Để ba nói chuyện với thằng Lâm, dẹp con qua một bên đi. Lâm à, cái chuyện đó là như thế nào? Đâu con nói cho nội nghe coi. Dạ. Nói đi con. Mà anh Lâm rủ con đi dễ, chứ có phải con muốn vậy đâu. Vậy mà bà ta lại nói con là quyến rũ ổng. Cái ông đó hả, ai mà thèm, điên điên khùng khùng à. Mà bà đó chưa biết gì đã đánh con rồi. Bà còn chửi con là đồ đầu đường xó chợ, đồ mất dạy. Bà chửi con nhiều lắm. Con quyết định rồi, con sẽ không làm ở đó nữa đâu chú Bảy ơi. Tại con không biết mẹ của Lâm tính nóng là hay nói nhiều. Trời, bộ tính nóng á, là muốn chửi ai thì chửi sao? Bà ỷ nhà giàu rồi muốn làm gì thì làm hả? Con nói thiệt nha, con nể bà là mẹ của anh Lâm, với lại nể bà là người lớn á, chứ nếu không hả con đánh bà rồi đó, cho bà hết cái tật nhà giàu ăn hiếp nhà nghèo. Thôi thì con cho chú Bảy thay mặt cô Hồng xin lỗi con nha. Chú Bảy đâu có lỗi gì đâu mà xin. Còn mẹ của anh Lâm hả, chắc còn khuya mới xin lỗi con. Trời ơi, sao đường nào cũng không được hết vậy? Hay là bây giờ con đánh chú Bảy một trận cho hả dạ nha. Nè, con đánh đi con. Con á, chỉ muốn những người nghèo như tụi con, sao ở đâu người ta cũng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài hết vậy chú Bảy? Không lẽ người nghèo thì luôn xấu, còn người giàu thì mới là người tốt hay sao? Thời này là vậy, nghĩ cũng buồn thiệt đó. Cũng tại cái con nhỏ Thu ở phòng kế toán á, nó nói là con Út mày á là dân bụi đời, tầm dơ tầm dớt ở ngoài đường, vô trong xưởng á rồi để rù quến thằng Lâm.
Nó còn nói á, con kia dắt thằng Lâm vô khách sạn để làm bậy nữa. Cho nên á, con nghe vậy con mới nổi nóng. Nè, con phải đi xin lỗi người ta đi. Dạ, ba nói gì á? Ba con nói đúng đó. Tìm cái con nhỏ đó mà xin lỗi đi. Mẹ, nhưng mà nó là dân bụi đời, mạt hạng thì làm sao con có thể mà hạ mình xin lỗi nó được. Thôi mẹ, bây giờ mẹ có hạ mình hay không hạ mình cũng không khác gì cả. Con quyết định rồi, con không làm ở xưởng nữa. Con thấy ngột ngạt khó thở suốt thời gian qua, con muốn thay đổi một cái gì đó trong cuộc đời của con. Con sẽ ra ngoài sống một thời gian mẹ. Thôi được rồi, lỗi tại mẹ. Mẹ xin lỗi con, tại mẹ muốn con tập trung vô công việc thôi. Cũng tại mẹ thương con cho nên mẹ mới làm vậy. Mẹ thương con, nhưng mẹ không để ý đến tâm tư nguyện vọng của con. Mẹ cứ muốn ép con làm những điều thói ý của mẹ. Thật sự con thấy ngợp thở với tình thương đó lắm. Thôi mà con. Thương bà nội, con xin phép ông bà nội, xin phép mẹ cho con ra ngoài sống một thời gian. Thôi con về đây. Khoan mà, con đợi chút đi, cậu Lâm sắp tới rồi đó. Con không phải đi đâu hết, mẹ con cũng đã biết lỗi rồi. Dù sao đi nữa thì công việc của cái nhà này nó làm cho mẹ con cũng mệt mỏi. Thông cảm cho nhau, vì nhau mà sống. Trời ơi, đúng cái chuyện gì cũng đòi dọn ra ngoài. Nếu nói vậy á, thì mai mốt không còn ai ở trong cái nhà này nữa sao? Ngày mai á, hãy mời cô bé đó đến gia đình mình dùng bữa cơm để xin lỗi với người ta. Dù người ta không cao sang nhưng cũng vẫn là một con người. Hãy biết tôn trọng người khác nếu như muốn người khác tôn trọng mình. Dạ, con biết rồi ba. Cả nhà mình đói bụng chưa? Con xuống con làm đồ ăn nha. Alo, chú Bảy hả? Chú Bảy vẫn còn ngồi với Út May phải không? Dạ. Chú Bảy nói đợi con chút nha, con tới liền. Mà con định đi gặp con nhỏ đó hả? Thôi được rồi, con đi chơi cho thoải mái đi. Nhưng mà nhớ về sớm nghe không? Mẹ, con tới đó đây xin lỗi cô ấy chứ không phải đi chơi mẹ. Con xin phép cả nhà, đồ đạc tí nữa con dọn sau. Thương bà đón con đi. Thôi, tôi cũng đi nghỉ trước đây. Nãy giờ đợi hơn nửa tiếng đồng hồ rồi có thấy mặt ổng đâu. Thôi con về, con còn đi học nữa mà. Cậu Lâm đến mà không thấy con là chú Bảy bị la đó. Con không muốn gặp cái ông nội bám giấy mẹ đó nữa đâu. Tiền nữa con để đây nè. Thôi con cất đi. Con xin phép chú con về. Út May, trời ơi sao ai cũng nóng hết trơn vậy nè trời. Thiệt khổ quá trời với đất. Ủa, chú Bảy, Út May đâu chú Bảy? Nó mới bỏ đi tức thì đó. Đâu con chạy theo coi. Dạ. Em ơi, cho làm quen đi. Út May dừng lại tôi nói chuyện nè. Út May. Anh làm cái gì vậy? Anh muốn cướp cổ giết người hả? Cướp cái gì? Sao nãy tôi kêu cô không chịu dừng lại đi. Nè, có sao không? Sao trăng cái gì mà sao trăng? Nè, tính kiếm ăn hả? Có ngon thì nhào vô kiếm ăn nè. Ai dám đánh lộn với cô? Nè. Sao vậy? Có sao không? Đau lắm. Út May, tôi muốn nói chuyện với cô thôi mà. Có gì mà nói chứ. Tôi sợ bị người ta đánh người ta chửi lắm. Bởi vì tôi là dân bụi đời mà. Lúc nãy cả nhà tôi cãi nhau vì chuyện này á. Mẹ tôi biết sai rồi. Bà muốn á, ngày mai mời cô sang nhà của tôi ăn cơm. Nếu cô thật sự rộng lượng á, thì đừng có giận mẹ tôi nha. Không á, tôi hẹp hòi lắm. Tôi không muốn gặp mẹ anh một lần nào nữa, anh biết không? Nè, tôi kể với nhà tôi á, là cô vẻ đẹp lắm, có khiếu nữa. Tôi còn đề nghị á,
mời cô vô khâu thiết kế các mẫu sản phẩm cho các sản phẩm sơn mài. Cả nhà tôi ai cũng đồng ý hết rồi. Ừ, vậy sao? Tôi cảm ơn. Anh tự làm một mình đi ha. Ê, ê, nè, đó, đạp đi. Ý trời, cố chấp quá vậy. Cái gì vậy? Anh buông ra coi. Không á, tôi hẹp hòi lắm á. Tôi không buông, giờ cô làm đi thôi hả? Anh có tin là tôi... Tôi không buông rồi sao? Ê, anh có tin tôi đánh anh không? Hả? Tôi nói cho cô biết nha, tôi đánh lộn lại cô thiệt. Nhưng mà về cái mặt chạy á, tôi đố cô chạy bằng tôi. À, thiệt không? Ê, thiệt không? Ê, hả? Thiệt không? Dưới đi, nè, anh đi. Đi, đi, đi. Anh đứng lại coi. Trời, tự nhiên kêu tôi đứng cho cô đánh tôi hả? Ngu hả? Trời ơi là trời. Bây giờ anh muốn cái gì? Tôi muốn mời cô về nhà tôi ăn cơm một bữa. Không á. Không thôi. Nè. Đi đi. Đạp đi. Đó, đạp đi. Cái mặt anh dày quá vậy. Tôi bực mình lắm rồi đó. Đẹp trai mà còn chai mặt. Hân đời vô đối quá đi. Được rồi, ngày mai tôi sẽ qua nhà anh được chưa? Hey, được nha. Đứa nào mà nuốt lời, đứa đó là con. Con gì? Con gái. Buông ra. Không có giữ xe nữa đi nha. Biết rồi. Anh á là đồ ngốc. Ê. Ngày mai còn lâu tôi mới tới nhà anh, đừng có mơ. Ông mày, ông mày, cho tôi biết nhà cô đi. Ông mày. Trời ơi, mày đừng có uống nữa. Ôi. Mày uống cái kiểu này thì thân nào còn. Kệ cha tao. Đời tao còn cái gì mà gìn giữ nữa. Tao đã ra khỏi chỗ đó như một con chó vậy đó. Tao không còn cái gì nhục hơn nữa, mày hiểu không ạ? Mày nhắm cua nổi thằng con trai chủ xưởng sơn mài đó chứ. Tao cũng chưa biết nữa. Ờ, mà cái thằng đó nó lạ lắm luôn á. Lúc thì ngầu, lúc thì tình cảm, lúc thì ngẩn ngơ. Tao chưa từng thấy thằng nào như thằng đó hết trơn á. Hay là mày khoái thằng đó thiệt tình rồi, chứ không phải mày muốn cào nó sao? Tao không biết nữa. Đàn bà mà không biết mình có yêu hay chưa, tức là yêu rồi đó. Mày điên vô thôi mày ơi. Nếu có cơ hội thì nên bám lấy. Mày phải tìm cách tiếp cận thằng đó. Nếu không á, có con khác nó nhảy vào cho coi. Tao còn mặt mũi nào mà về lại đó chứ. Ai cũng nhìn tao như một đứa ăn cắp vậy đó. Trời ơi, đã khinh mày còn khinh hơn nữa. Nếu vậy thì không về đó nữa. Hãy tiếp cận riêng bên ngoài. Vô đi. Mày khùng hay sao mà không hiểu vậy? Cái vấn đề nằm ở đây là tao không có tiền. Tiền ăn, tiền uống, tiền quần áo, tiền ở. Đủ thứ loại tiền hết trơn á. Sống còn chưa xong nữa, huống chi là cua trai. Mày quay lại làm nghề cũ tiếp đi. Tao ngán cái mùi đàn ông lắm rồi. Tao ghét cái cảm giác đó. Nó làm tao mắc ói. Thì một thời gian nữa thôi mà. Đi hàng độc, không đánh đại trà. Mày đẹp như vậy á mà không tận dụng á thì uổng quá. Tao đã nói là tao không làm chuyện đó nữa. Không có nằm ngửa để mà kiếm tiền nữa đâu. Vậy thì tùy mày thôi. Tao là vậy đó. Tao sẽ có cách kiếm tiền của tao. Anh à, 6 tỷ bỏ ra chứ có phải là trứng gà trứng vịt đâu. Mà nói là tôi không kỹ. Phải có chế độ bảo hành tốt hơn chứ. Công ty bên Mỹ họ chỉ có mức bảo hành như vậy thôi. 6 tỷ ở Việt Nam thì lớn, chứ so với bên Mỹ thì đâu là bao nhiêu. Vậy thì thôi, không nhập tàu xoay siêu tốc gì nữa. Tụi tôi đâu có thể bỏ một mớ tiền ra rồi không biết nó hư lúc nào, sửa ra sao. Chờ, giống như là nắm vào đằng lưỡi vậy đó. Nếu anh chị thích thì nhập về vàng 12 tỷ đi. Sẽ có chế độ bảo hành tương đương các khu trung tâm bên Mỹ. Họ sẽ gửi kỹ sư qua đây xem, sẽ có chế độ ưu đãi hơn. Trời, tụi tôi đâu có điên. Nhập nguyên cái vàng đó về chắc 100 năm sau cũng chưa thu hồi lại vốn nữa. Một vé 50.000 người ta còn đã chần chừ rồi. Giờ 12 tỷ là vé phải 120.000. Trời ơi, chắc lúc đó tụi tôi ngóng mỏ để đói luôn á. Nếu vậy thì anh chị xem lại đi. Nếu coi được thì gọi điện thoại cho tôi. Còn nếu không thì để lần khác. À, thôi được rồi. Có gì tôi sẽ gọi lại cho anh. Xin chào anh. Chào chị, tôi về nha. Chào anh. Ông á,
tôi tức ông thiệt á. Sao cứ phải với tàu xoay siêu tốc, cái đó nó lạc hậu lắm rồi, thu hồi vốn lâu lắm. Để cái tiền đó mà làm lại công viên nước á còn hay hơn, vừa đẹp vừa bề thế nữa. Mà ba cái đó đó ở Việt Nam á là khách đông dữ lắm á, trời nóng vậy ai mà không không muốn nhảy ầm xuống nước. Thôi được rồi, tôi cũng nhức đầu lắm rồi. Tối nay tôi sẽ tính toán lại vụ này. Cậu mở đứng ở đây, hèn chi mà chị vô phòng không thấy. Dạ, tụi em mới đưa khách hàng ra khảo sát ở ngoài này á chị hai. Ủa, hai đứa đang bàn công chuyện hả? Cái vụ mà cái tàu xoay siêu tốc á chị, ừ, làm vợ chồng em bể cái đầu luôn. Chị có biết gì mà đâu mà anh nói. À, chị hai, chị hai qua đi chơi hay có chuyện gì không? Chị có việc muốn nhờ vợ chồng em. Dạ, chị hai cứ nói. Chị đang cần khoảng 200 triệu. 200 triệu? Trời đất quỷ thần ơi. Anh coi bà chị cùng cha khác mẹ của anh có quá đáng không? Ăn không rảnh quá mà. Hết đi cứu trợ trại khuyết tật này, rồi lết qua trại mồ côi khác, lâu lâu rồi về nhà lấy tiền. Giờ đòi 200 triệu. Bả là chị chồng chứ có phải mẹ ở tôi đâu. Bà này thôi đi, bà cũng biết là chị hai tôi có nỗi đau riêng mà. Cái chuyện mà chị đi thăm mấy cái trại mồ côi á là quyền của chị, có mắc mớ gì tới bà đâu. Sao lại không? Nguyên cái khu vui chơi giải trí này, tôi với ông lao tâm khổ trí với nó. Bà ngồi ở không mà suốt ngày đòi tiền là sao? Tôi làm mồi cho bà chắc. Bà nên nhớ, chị Nhung cũng là chủ của cái khu vui chơi Phương Nam này nha, chị cũng phải có quyền lợi của chị chứ. Cái chuyện này là do ba quyết định, chứ không phải là tôi, mà càng không phải là bà nữa. Nè, mở máy lạnh lên coi, sao mà nóng quá vậy? Người ta mở rồi. Sao nóng quá trời vậy? Bà nóng, ai biết bà, bị nóng trong người. Sao không nghe điện thoại? À, mấy bạn rủ đi nhậu chứ có gì đâu. Rồi sao không trả lời đi? Thôi, công chuyện bù đầu bù cổ, còn tâm trí đâu mà nhậu. Coi như là dưỡng thêm con đó. Dạ. Trời, cảm ơn chị Tám nha. Làm ơn á, đừng có xài phí nghe chưa. Dạ, dạ. Để dành tiền á, mà kiếm con vợ. Hả? Cứ vợ làm vậy? Trời, giỡn hoài. Đi về đi. Dạ. Ủa, cô Linh. Ủa. Hả? Anh Lạc Đà. Hả? Cô giáo đi chợ hả? Dạ, em đi chợ. Ủa, cô giáo định mua gì? À, tôi chỉ chỗ mua cho. Cái chợ này tôi gành lắm. Ủa, anh không làm việc hả? Ờ, làm rồi. Ờ, đang nghỉ giải lao. Ờ, lát nữa mới chạy ra bãi rác phụ với ba tôi. Ê, cô giáo, đi chợ phải không? Tôi dẫn cô giáo đi. Em tính mua ít thịt heo, vài kho, với lại một ít khổ qua về làm canh đó anh. Đi, 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 tôi dẫn cô giáo đi. Đi, dạ. đi nè, đi. Ở đây bán thịt ngon lắm cô giáo. Miếng này ngon nè. Miếng này ngon cô giáo. Ngon lắm. Ủa, ha. Miếng này nhiều mỡ quá anh. Không có. Vậy miếng này ha. Miếng này ngon nè. Dạ dạ. Cô bán miếng đúng này. Đúng rồi á. Cái này ngon lắm đó cưng. Dạ. Lượt cũng ngon nữa. Dạ. Cái này 25.000 á. Đủ chưa? Đủ chưa? Mua thêm nữa không? Dạ được rồi. À được rồi. Cô giáo trả tiền coi. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Mày mốt ghé mua nữa nha. Dạ dạ.
Cảm ơn anh. Đi qua đây mua rau nè. Dạ, đây nè. Rau đây anh chị ơi. Bán cho em một ít củ qua đi chị. Củ qua hả chị? Chai đó ngọt hả cô Linh? Chai chị, chai chai miếng hành ngọt. Nhiêu vậy? 8.000. Dạ. Thấm thoát mà đã 14 năm qua rồi phải không con? Dạ. Cô giáo, mình vô mình chọn mua một ít trái cây ha. Chưa về nữa hả mày? Dạ chưa. Con dẫn cô giáo con mua một ít trái cây. Đây là cô giáo con á. Cô giáo á, nhìn vừa xinh mà vừa trẻ nữa đó nha. Dạ, con cho gì vậy? Cô giáo thích mua gì á, cứ lựa đi. Con không giòn ha. Dạ, lựa đi cô giáo. Ngon lắm, ngon lắm. Trái này nè. À, thêm trái nữa đi. Dì Tám, cân giùm con đi. Thôi, cân cái gì, tặng cô giáo đi. Hả? Không có lấy tiền đâu. Vậy sao được gì, để con gửi lại tiền. Của ai á thì tôi còn lấy. Chứ còn của cô giáo hả, tôi không có lấy tiền đâu. Dạ, con cảm ơn dì nhiều. Nhưng mà lần sau con đến mua, dì tính tiền con nha. Không lấy tôi sập tiệm sao. Thêm về nha, chào dì, bye bye anh. Cô giáo có tươi ngộ ha. Ê, tao thấy coi được lắm đó. Được vậy? Thì bữa nào nó đại thử coi biết đâu được. Mà nói gì trời, không hiểu gì hết á. Thôi tôi đi. Cái thằng. Có ai vậy? Chữ gì khó vậy ta? À, cờ. À. Ủa, Dung. Ủa, cái gì vậy? Mày đang chờ làm gì hả? Ủa, lúc này mày ở đâu? Mày làm gì? Cái gì vậy ông nội? Ủa, mày đang kiếm gì làm hả? Mày muốn khiên giác chúng tao không? Tao giới thiệu cho. Mày điên hả? Mày biến đi. Cái gì đâu không à? Là chỗ của gặp con mà. Trong nhà không có ai nhớ cả. Thôi ba, ba nhớ là con vui lắm rồi. Mọi người còn nhiều việc quá mà ba. Nhiều việc thì nhiều, công việc tiền bạc để phục vụ cho gia đình, chứ đâu có phải mình làm nô lệ cho nó đâu con. Để rồi quên hết mọi việc về cháu con. Con không sao đâu, giờ con cũng quen rồi ba. Quen làm sao được mà quen. Cái nỗi đau của con trong 18 năm qua nó to lớn vô cùng, có thể suốt cả đời không bao giờ phai mờ được đâu con. Ba. Con à, bây giờ thì ba chỉ biết ủng hộ con, phải làm mọi thứ để con thấy vui vẻ và con được bình an. Hãy cố gắng như cô gái cưng của ba. Dạ. Coi kìa, lại to nhỏ cái gì với ông già nữa rồi. Chỉ như vậy là hay thôi. Đúng là cái thứ không biết điều. Chào mọi người. Sao, mọi người thấy mẫu mới kìa đẹp không? Đẹp lắm cậu Lâm à. Nhìn sắc sảo luôn á. Kỳ này á, cậu Lâm tập trung nhiều hơn, cho ra mấy mẫu mới này. Em bảo đảm lỗ hàng này ăn chắc luôn á. Mấy cái mẫu này thì nhầm nhò gì. Vài hôm nữa tôi sẽ cho ra mấy cái mẫu khác đẹp hơn mấy mẫu này nhiều. Cố lên cậu Lâm, tụi tôi ủng hộ cậu. Cảm ơn anh. À, tôi biết là tôi dễ thương cho nên ai cũng thương tôi hết. Nè, đi đâu á? Đi đâu kệ tôi. Chú Bảy kêu tôi ra coi pha sơn.
lát qua nhà thua không? Không á. Đi xem phòng canh của tôi không? Nếu cô qua đó, cô sẽ thấy những gì cô vẽ là cùi bắp. Cái gì? Ông nói ai cùi bắp? Ừ, tôi nói cô cùi bắp á. Nè anh quá đáng rồi đó nha. Lát nữa anh đưa tôi tới nhà anh coi. Chờ mấy cái thứ mà anh gọi là phòng tranh đó, để tôi coi thử ai là cùi bắp. Chị dễ thương người ta bày đặt lên mặt chê người ta. Thì đến xem thử đi rồi biết. Lúc đó đừng có chạy theo tôi kêu tôi là sư phụ nha. Xịt còn lâu. Thôi mọi người làm việc đi nha. Thôi rồi, cậu Lâm dính cháu con nhỏ này rồi. Con này á, cậu bộ còn ghê hơn con Dung nữa. Mấy đứa này á, có đứa nào vừa ở đâu? Trước sau gì cũng lòi cái mặt chuột ra thôi. Bà chủ mà biết á hả, bảo có để yên đâu. Thôi làm đi mọi người. Chưa biết người ta làm như thế nào mà bàn tán đầy nọ. Con mới đưa tiền lãi tức tháng vừa rồi cho chị, là hết 50 triệu rồi đó ba. Mới đưa cách đây có 1 tuần à. Vậy mà hôm nay chị lại muốn con đưa thêm 200 triệu nữa. Con biết là chỉ cần tiền để đi hỗ trợ trại trẻ gì đó, nhưng thú thiệt là tụi con đang tính sửa sang để nâng cấp khu công viên nữa. Tiền đâu có sẵn để đưa đâu ba. Ba có nghe chị hai tụi con nó nói rồi. Hai tụi con cứ tính kỹ hơn coi. Có giúp được gì cho nó thì giúp cho nó đi con. Nó cần nó mới nhờ tới vợ chồng con. Giờ ba biểu con giúp thì con phải giúp làm sao đây? Không lẽ giờ chỉ cần 200 triệu con đưa 200 triệu, rồi cần 500 triệu thì con đưa 500 triệu, cần 1 tỷ thì con đưa 1 tỷ sao ba? Rồi cơ nghiệp nhà mình còn gì nữa ba? Khu giải trí bây giờ nó đang xuống cấp nhiều hạng mục lắm. Tụi con đang đau đầu tính toán để nâng cấp từng thứ lên. Tiền đầu tư vào đó, đó lớn lắm ba ơi. Giờ ba muốn con rút tiền ra đưa chị hai làm từ thiện thì vợ chồng con cũng sẽ nghe lời ba. Nhưng mà công ty thua lỗ thì vợ chồng con không có chịu trách nhiệm đâu. Không lẽ rồi vợ chồng bay chỉ nghĩ đến tiền thôi sao? Con Dung nó hay đi hỗ trợ các trung tâm mồ côi khuyết tật là vì sao? Chắc có lẽ là tụi con cũng biết rồi. Nếu nó không làm như vậy thì nó đã bị tâm thần, hay nó có thể chết từ lâu rồi. Chứ nó đâu có thể nào sống nổi cho tới bây giờ. Dù chỉ là chị em cùng cha khác mẹ, nhưng tụi bay cũng nên thông cảm và tìm cách hỗ trợ cứu nó chứ. Thì vợ chồng con luôn thông cảm với chị mà. Bản thân con á, thì con cũng coi chị á, như là chị ruột của con. Chỉ cần gì á, là con đáp ứng cái đó. Nhưng mà lần này á, số tiền nó hơi lớn, con xoay sao nổi hả ba? Đáng lý ra mỗi tháng khi nhận tiền lợi tức thì chỉ nên để dành. Còn đằng này á, có bao nhiêu chỉ xài bấy nhiêu. Giờ đòi 200 triệu, chị thấy cả nhà mình thương chị, quan tâm tới chị, biết cuộc đời của chị có nhiều chuyện buồn thì chị làm tới á ba ơi. Nhưng hôm nay là ngày gì? Hai con có nhớ không? Dạ, hôm nay là... Ủa? Hôm nay sinh nhật của ba hả? Con nhớ sinh nhật của ba mới đây mà. Hôm nay là ngày giỗ của thằng Hùng, chồng con Nhung đó. Cả cái nhà này không ai nhớ. Vậy mà nói là thông cảm thương yêu chị mình. Tụi bay chỉ lo cho cái túi tiền của tụi bay thôi. Thôi được rồi ba, để con lo chuyện này. Vợ chồng của con cũng còn một khoản riêng ở trong ngân hàng, con sẽ giúp cho chị hai. Con làm sao thì làm. Dạ. Để cho khi người ta nhìn vô còn thấy cái nhà này còn là một gia đình nữa con. Dạ. Xin phép ba tụi con đi. Tới rồi nè, xuống đi. Đây là nhà tôi đó. Thấy sao? Biết rồi, khoe hoài à. Sao?
Cô thấy cảm giác của mình sao? À, hay là tí nữa để tôi dắt cô đi vòng vòng tham quan khu vườn nhà tôi nha. Không cần đâu. Tôi tới đây là tôi để coi phòng tranh của anh. Nó đâu, anh em ra đây coi. Cỡ nào mà anh khoe dữ vậy? Đã nói là phòng tranh thì phải vô phòng mới thấy được chứ. Mời, vô đây. Cả nhà ơi, có khách nè. Ủa, sao kỳ vậy nè? Sao cổng không khóa mà không có ai nhà hết vậy? Sao mẹ nói hôm nay chuẩn bị cơm? À, cô đứng đây chờ tôi một chút. Ừ. Kỳ vậy trời. Đã hứa là làm cơm xin lỗi người ta rồi, giờ chẳng thấy gì hết trơn là sao? Alo mẹ hả? Mẹ đang đâu vậy? Trong phòng mẹ chứ ở đâu. Mẹ, sao mẹ nói là làm cơm để nói chuyện giúp May mà? Ai nói? Ông nội con nói chứ mẹ có nói đâu. Muốn ăn cơm hả? Gọi nhà hàng người ta đem tới đi. Mẹ đang bực mình lắm. Thôi nha. À, giờ lên phòng tranh của tôi đi. Ừ, đi nhanh đi, còn về làm nữa. Ừ, đi. Đây, xin mời. Cô thấy sao? Cái gì? Cái này mà gọi là phòng tranh hả? Ừ, cô không thấy hả? Ở đây rất là nhiều tranh. Đây, để tôi giới thiệu cho cô nha. Đây là những bức tranh mà tôi vẽ lúc còn đang đi học. Còn đây là những bức mà tôi vẽ khi ra trường rồi. Tránh ra. Bức này hả? Cô cũng có con mắt tinh tường đấy chứ. Xấu quá. Nè, còn đây là bức tranh tôi mới vẽ đó. Thấy sao? Đây, có phải là anh vẽ gia đình anh không? Ừ. Tôi cảm thấy rất là ấm áp khi mà nhìn thấy bức tranh này. Đó là một niềm ao ước lớn nhất của cuộc đời tôi. Anh thật là hạnh phúc khi có một gia đình như vậy. Dễ đẹp lắm. Không như cô nghĩ đâu. Thú thật, đây cũng là niềm mơ ước của tôi. Anh đang có một gia đình như vậy mà. Đúng là cả nhà tôi đều có mặt trong bức tranh này. Nhưng mà ở ngoài đời thì không có được bếp lửa hồng như vậy, và càng không có được những bữa cơm với những nụ cười ấm áp như vậy. Nó trái ngược hoàn toàn Út May à. Tôi xem phòng tranh của anh rồi đó, đi về thôi. Hả? Cái gì vậy? Tự nhiên cô xem hết tranh rồi, cô không góp ý được cái gì hết. Kêu về là sao? Làm tôi mất hứng rồi nha. Sao? Nhận xét đi. Cũng tạm mà. Ý cô nói tôi dễ tạm là sao? Thôi anh đưa tôi về đi, nhanh lên. Nè. Út mày. Tôi kêu anh đưa tôi về mà. Từ từ, ngồi này hóng gió một chút. Thôi tôi không thích đâu, đưa tôi về xưởng làm đi. Thì ngồi một chút rồi về. Tự nhiên. Gia đình cô đâu? Không có. Cô tự sinh ra sao? Chắc là vậy. Cha mẹ cô còn sống không? Anh dẫn tôi ra đây chỉ để hỏi những chuyện như vậy thôi sao? Thì tôi thấy cô buồn khi nói về gia đình.
Tôi chỉ muốn chia sẻ với cô thôi. Tôi không biết cha mẹ của tôi còn sống hay là đã chết. Tôi không còn nhớ gì về họ cả. Vậy từ nhỏ tới lớn cô sống lang thang ngoài đường hả? Lang thang ngoài đường thì chỉ mới đây thôi. Còn từ nhỏ thì tôi sống trong một đồng gái. Hả? Cô sống trong một nhà thổ sao? Nè, tôi sống trong đó nhưng mà không có nghĩa là tôi làm nghề đó đâu nha. Chuyện dài lắm. Vậy sao? Nếu dài thì kể đi. Tụi mình có nhiều thời gian mà. Mười tám ký. Tiền nè. Rồi. Thank you. Walimut. Trời, nay nói chữ ngoại quốc nữa chứ. À, lắc. Trời, nói cái gì vậy cha? Là cảm ơn tiếng Campuchia. Còn biết tiếng gì nữa không? Cảm ơn tiếng Pháp là merci beaucoup. Tiếng Tây Ban Nha là calat. Tiếng Đức là đắt được. Tiếng Hungary là Là gì? Là quên rồi. Trời ơi, chơi tràn luôn, không ra tiếng nào hết trơn hết chứ. Thôi đi về đi cha nội. Goodbye girl. Thôi đi. Ba. Trời, con thấy ngộ quá. Ba biết nhiều tiếng nước ngoài quá. Trời ơi, ba tiếng nước ngoài một bụng luôn á. Một bụng nè. Con học tiếng nước trong trước đi, rồi mai mốt ba dạy tiếng nước ngoài. Xạo hoài à. Thiệt. Ba, ra gan cho ba coi này nè. Đây. Ba biết giấy này nói gì không? Mày ngu quá à. Học cho cô vô, họ không biết đọc chữ. Đánh dần cho ba nghe coi. Con biết, nhưng mà con không biết hết. Đánh dần cho ba nghe. Đánh dần cho. Chờ. Đó đánh dần được mà. Nói chung là chữ gì? Thì chờ g y đi chờ. Mày ngu. Mày ngu quá. Lần sau học mà ba thấy con ngủ gục nữa là ba bắt con đi tắm á. Trời ơi, ba hát rồi ba. Học cho đã rồi không biết chữ nào. Nghe ba đọc nè. Chờ ưng chân sắc chân. Mờ in mi chân mình dần dần. Ủa à? Dưới này là họ tên là Đoàn Thị Thùy Linh, sinh ngày mùng 3 tháng 8 năm 1988. Ủa, cái này là giấy chứng minh nhân dân hả? Hay quá. Ủa, vậy là cô giáo Linh sinh ngày 8 tháng 3 hả ta? Ừ, 7, 3 tháng 8, 8 tháng 3 là ngày đàn ông nằm dưới, đàn bà nằm trên. Mà cô Linh sinh là mùng 3 tháng 8, chứ không phải ngày mùng 8 tháng 3. Mày đừng có đòi nằm là cô Linh quýnh mày. Vậy đó. Và tôi đã gặp chú Bảy giới thiệu cho tôi vô xưởng làm. Sau đó thì tôi gặp anh. Tiếp theo thì anh biết rồi phải không? Ừ, biết rồi. Bây giờ tôi chỉ biết sống thiệt là tốt, để ba mẹ tôi vui lòng. Dù tôi chẳng biết họ đang ở đâu. Nè, cô có muốn đi tìm họ không? Anh hỏi thừa quá. Tôi sẽ giúp cô được không? Anh giúp tôi tìm ba mẹ tôi sao? Ừ. Nhưng mà tôi cũng chưa biết giúp bằng cách nào. Có thể là đăng báo, đăng lên mạng internet, hay là đưa lên truyền hình. Mà có vấn đề gì không? Nếu cô thấy không tiện thì thôi. Đâu có đâu, tiện quá đi chứ. Anh có điều kiện mà. Anh mà giúp được tôi thì tôi cảm ơn anh nhiều lắm á. Tôi sẽ làm hết sức mình. Nhưng mà không biết là có tìm được hay không. Cảm ơn anh nhiều nha. Ủa mà lạ quá vậy. Tự nhiên tôi lại kể hết trơn hết trọi cho anh nghe chi vậy trời. Cái này gọi là sự đồng cảm. Khó lắm. Những người mà sống trong giò sang như anh á, có nghe hết cũng không bao giờ hiểu hết thế giới bụi đời như tụi tôi đâu. Nó rất xa lạ với những người như anh mà. Nè, cô đừng có gom đũa cả nắm chứ. Xa lạ cái gì? Cô không thấy tôi với cô đang rất gần nhau đó sao? Nè.
Tôi tới thăm chỗ cô ở nha. Ừ. Tôi muốn làm bạn với những người sống chung với cô. Thật không? Thật. Thề đi. Thề. Cũng được. Số tiền đó ông không có được đụng vô. Tiền đó là tiền tôi mua đất ở Bình Dương. Dự án sắp mở rồi, tôi không mua thì uổng lắm. Nhưng mà chị hai chỉ đang cần mà. Bà tính kiểu gì kỳ vậy? Trời ơi, phải chi á, bà bệnh thập tử nhất sinh á thì không nói. Cần tiền chữa bệnh hay cấp cứu gì đó, tôi còn thông cảm. Đằng này, trời ơi, mô Phật à. Bà lấy tiền bà xây nhà trẻ gì đó, tiền bà coi như rác, muốn cho ai thì cho. Tôi nói rồi đó nha, không là không à. Nếu như mà ông á tự ý đưa tiền bà hai, từ đây về sau chuyện công ty tôi không có dính vô nữa. Tôi ở nhà lo cơm nước, rảnh thì tôi đi chùa cho nó khỏe. Ông với bà hai ráng mà gánh đi ha. Ông nói với chị hai á, cuối tháng á thì mình đưa cho chị 50 triệu, chị muốn có 200 á thì cứ để dành, 4 tháng thì có 200 triệu thôi, chứ giờ không có nhiều vậy được đâu. Ông á cũng khuyên chị bớt bớt làm ba cái chuyện rồi bu đi ha. Rồi bu hả? Bà có biết là chị hai đi đến mấy cái trại mồ côi để hỗ trợ á lý do gì không mà bà nói là rùi bu hả? Tại cái nhà này không ai dám nói chứ, chứ ba cái chuyện đó ai mà không thấy. Bà đi lo cho mấy cái trại trẻ đó chẳng qua là muốn tìm đứa con gái thất lạc của bà mười mấy năm nay chứ gì. Trời ơi, khổ quá đi, lâu như vậy làm sao mà tìm ra. Làm cái chuyện á mà biết chắc là không có kết quả mà cũng đi làm. Trời, con của chị á chắc cũng chết á từ thời tám quánh nào rồi, tìm chi cho nó mệt. Bà im gai không? Tôi bậy không à? Tôi phải nói cho chị biết để khỏi có cái cảnh á đòi tiền này nọ. Thôi tôi đi tập thể dục đây. Chị hai, chắc là chị nghe hết rồi phải không? Em xin lỗi chị, em đã nói nặng lời, chị cũng đừng có để bụng. Nhưng mà đối diện với chị em nói thật lòng, em nói thẳng á, em hiểu những nỗi đau của chị. Cái gì mất rồi không tìm lại được đâu. Còn chị đã mất rồi thì chắc chắn cũng sẽ không tìm lại được. Chị hãy quên nó đi mà lo cho cuộc sống hiện tại. Đó mới là suy nghĩ sáng suốt nhất. Cảm ơn mợ. Ủa, em bị bệnh hả? Dạ. Mà sao không có ai đến học hết vậy Linh? Em cũng đang thắc mắc đây nè. Giờ này mà sao mọi người chưa thấy ai tới hết á? Sao kỳ vậy? Sao tự nhiên trốn học hết vậy ta? Hay là tại em? Sao là tại em được? Tại vì em dạy dở, em chỉ mọi người không hay nên mọi người không thích học. Trời, em nhạy cảm quá rồi đó. Em là một giáo viên giỏi mà, làm sao có chuyện đó được. Cái này là do bệnh làm biến rồi, phải làm mạnh tay với họ mới được, không thể để mọi người bỏ học như vậy. Nhưng mà tại sao lại nghĩ hết vậy ta? Có chuyện gì xảy ra mà mình không biết đây? Cô giáo ơi, có chuyện gì vậy anh? Có chuyện gì vậy? Hai người qua bên sông chợ liền đây, chả không kịp nữa đâu, ta năng hết rồi. Chuyện gì? Nhưng mà có chuyện gì? Triệu Tân, đừng nói, em hết rồi. Từ từ, nói đi. Dạ, cái chuyện này nó dài lắm. Dạ, nói chung là hai người qua liền đi, không có kịp đâu. Qua đi, trời ơi, nhanh lên, nhanh. Có ai không? Có ai trong nhà không? Cảm ơn mọi người nha. Hai người này xuống đi, xin qua coi vợ. Cô Linh ơi,
Chúc mừng sinh nhật lần 20 của cô giáo. Cảm ơn. Bỏ bánh xuống. Để giữa. Trời ơi, bỏ chính giữa nè. Hả? Dạ. À. Chúc mừng vui. Ôi vui quá, vui quá ghê, vui vui quá là vui. Vui quá, vui vui. Ủa, sao không ai la lên vui vậy? Trời sao ông ngu vậy? Tôi chỉ với em cũng làm tiệc nữa. Ngu quá. Ê, nói nghe nè, Lạc Đà là người hùng á, hồi giờ không có ai dám làm á, có mình đâu dám làm à. Lạc Đà, xâm gan quá vậy Lạc Đà? Ủa, là sao? Hai đứa này nó nói chỉ tôi mà, lấy chén lên mặt cô giáo, sinh nhật cho vui mà. Trời ơi, hai cái đứa này nó khùng, nó chỉ vậy mà mày cũng tin nữa hả? Trời trời. Trời ơi, có ai đời nào đi mừng sinh nhật mà trét bánh vô mặt người ta đâu. Cô giáo ơi, tại hai đứa quỷ này nó chỉ vậy tôi. Tôi đâu biết gì đâu. Để tôi chụp cô giáo thượng giận tôi. Đưa giấy này. Đây. Cô giáo ơi, cô giáo để tôi chụp cô giáo. Chụp đi. Không sao đâu anh. Trò này vui mà. Dạ dạ. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Quang hô. Cô giáo vui vui. Dạ dạ, làm gì ta? Ăn được chưa ta? Ăn cái con khỉ á. Bây giờ ông phải ra đây, vừa hát vừa múa một bài vậy nó mới vui. Ủa, đúng, tụi đâu biết hát đâu. Trời ơi, tụi nó chỉ bậy đó. Nè, sinh nhật á là phải đốt đèn cày. Đốt lẹ lên. Đốt đèn cày. Tụi bay chưa đốt nữa. Ủa mà tôi thổi hả? Không phải, sinh nhật cô giáo Linh phải để cô giáo Linh thổi chứ. Vừa thổi đèn cày, vừa phải cầu nguyện nữa. Đúng, đốt đi đúng đi. Rồi, giống như trong phim á. Nhà tôi đây nè. Đó. Chỗ này hả? Sợ hả? Sao? Vô không? Có chứ. Nè, tôi nói trước á, lát nữa không được tỏ vẻ khó chịu nha. Nói gì vậy? Có gì mà khó chịu? Vô thôi. Có chuyện gì mà mọi người vui quá vậy? Trời, vui đi, vui đi. Chúng mày, đúng rồi, ngồi xuống đi. Ủa vậy hả, vậy hả? Bên đi, vô ngồi chơi đi. Ủa, ngồi xuống. Ai vậy? À, đây là Lâm, là chung xưởng sơn mài với tôi á. Chào mọi người, tôi tên là Lâm. À, đúng rồi. Xin được làm quen với mọi người. Nè. Trời ơi, đẹp trai quá. Nè, đục chết bây giờ à. Ê, đừng có ăn nói vô duyên á nha. Biết rồi. Giờ Linh thổi đèn cày nha. Ok cô giáo. Ê, chưa có thổi mà ăn vậy. Ê, lần đầu á nghe, bà mới thấy ăn sinh nhật đó. Ủa, cô đang lại Phật đó hả? Chứ gì nữa, chắp tay là lại Phật rồi. Mà không biết lại Phật nào thôi, Phật Thổ hay là Phật Quan Âm nữa. Thôi đừng nói nữa. Xong rồi. Cảm ơn mọi người nha. Nhưng mà sao mọi người nhớ sinh nhật của Linh vậy? Linh còn không nhớ nữa mà. Tại vì nhờ ông này nè, cho nên á hả, tụi tôi mới biết sinh nhật của cô giáo đó. Ủa sao ông hay vậy? Cái này là cô Linh làm rớt giấy chứng minh á. Tôi làm được, tôi đánh dần á. Tôi đọc được. Tôi đọc được cái tôi biết ngày sinh của cô luôn. Linh, hồi nãy cô niệm Phật hả cô Linh? Dạ không có. Con đang cầu nguyện á. Người ta thường nói trước khi thổi nến, lời cầu nguyện sẽ rất là linh thiêng. Muốn gì được nấy á. Ủa cô giáo, cô giáo ước gì vậy? Linh cầu nguyện cho mọi người có nhiều sức khỏe, học thật chăm chỉ, mau biết chữ nữa, mau có việc làm đàng hoàng ổn định, mọi người có chỗ ở tốt hơn và hạnh phúc thật nhiều. Trời ơi, sao cô giáo ước cho mọi người không mà không ước cho mình hả? Mọi người là bạn của Linh mà, giống như gia đình của Linh vậy. Mọi người hạnh phúc là Linh hạnh phúc rồi. Vậy là Linh đang ước cho Linh đó chứ. Quang hôn cô giáo. Quang hôn cô giáo. Quang hôn cô giáo. Sẵn đây vui, tôi có quà cho tất cả mọi người đây. Quà gì? Quà gì? Tôi xin trân trọng thông báo tất cả đã có chứng minh. Nè của mày nè. Đâu? Của bà đâu rồi? Hình con nè.
Thôi về đi ha. Gì vậy? Ở trong đó vui thiệt á. Gì? Tôi thích lắm. Xạo hoài. Tôi nói thiệt đó. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ thấy tổ chức một buổi sinh nhật vui như vậy. Cái này là xạo thiệt nè. Nghĩ sao nhà giàu tổ chức sinh nhật đãi ở một nhà hàng lớn, rồi các món ngon vật lạ, rồi nhiều quà cáp nữa. Làm sao mà so sánh với sinh nhật của người nghèo được. Út May không hiểu đâu.